Nào, thế bây giờ là có anh Lợi đây, có chị gái ở đây. Đấy, bây em hỏi thật anh Lợi nhá. Anh với chị gái đã ngủ với nhau chưa? Ngủ với một lần thôi, Ngủ một lần, ngủ ở đâu? ngủ trong nhà. Ngủ ở nhà chị gái ở đây á? Hôm nào? Hôm 14 ấy, Hôm 14 hôm rằm đấy à? hôm 14 Đúng rồi, hôm ăn cơm rằm đây gì? đấy. Thế là ngủ ở đây. Thế là có sinh hoạt không? Nói ít. Có đúng không? Có xảy ra cái việc trai gái đúng không? Bao nhiêu lâu? Nửa tiếng. Thế thằng Thành thì nó đi đâu? Nó đi học rồi, thế là hai chị ở nhà. Thế bây giờ chia tay rồi, bây giờ có bầu rồi làm thế nào? Thằng Thành thì ra ngoài. Chia tay có bầu làm thế nào? Giữa tay có bầu thì cùng nhau nuôi thôi. Cái gì đâu. Hả? Cùng nhau nuôi thôi. Cùng nhau nuôi. Không chia tay mà có tình cảm với nhau thì còn phải xin ngồi học kem đánh răng kia ấy. Không nói gì. Kem đánh răng gì? Răng mới để mua để anh đánh đem về. Đem về đi đánh kem đánh răng á? Thế làm gì hộ kem đánh răng ấy? Nhưng mà bây giờ tóm lại là bây giờ chia tay rồi, thì nếu mà có bầu thì làm nào? Đúng, bảo là hai đứa cùng nuôi, cùng cưới. Hả? Cùng nuôi. Có cưới không? Có cưới bình thường. Để cho cô làm ăn á. Có biết là chia tay rồi. Bây giờ chỉ chia tay gọi là bình thường thôi, cộng đồng thôi. Nói trước mặt Vio là bây giờ anh làm em ăn, em nuôi thằng kia. Bây giờ em không đi con đường ấy nữa, mà bây giờ em chủ ký làm ăn của nhà em. Còn anh làm với anh, còn em bây giờ nói thật này, bây giờ em không không đi đâu nữa, mà em cũng không, anh không xuống đây nữa, mà em cũng không lên đấy nữa. Đấy, nói dứt điểm có cả chú Hiền đây. Mày chị nói, em nói vào cái video đấy. Không liên quan nữa đấy. Không liên quan nữa. Chấm dứt luôn. Chấm dứt đấy. Thế ví dụ có bầu là làm nào? Có bầu thì giả con ông ấy ông nuôi, còn anh chị nuôi thằng có anh là chị kia. Bầu mang cái giả. Mang cái giả. Hà cái bà Thuận công nhận em bắt phải thằng này, chị cũng bắt phải ông này nhận. Bây giờ là chấm dứt rồi, bây giờ không đi lại nhau nữa đâu nhá. Rồi từ sáng mai lên thì lấy ổng bút mẹ đồ ổng của mình ra cổng ấy. Nếu đứa nào nó nhặt thì sao? Nhặt bà này đấy nhặt. Thế này cái gì đây? Bát à? À không mang đây à? Viện lấy về à? Mang có 6, 7 cá, 6 gái. Chia tay à, mang về luôn. Thế lấy cho mượn hay cho luôn? Mượn. Lấy cho mượn rồi gì? Mượn. Thôi thì cái này là việc của anh chị nhé, không liên quan đến việc tình cảm đâu nhá. Anh chị tự giải quyết với nhau thôi nhá. Đấy, không liên quan gì cái việc. Không chia tay nhau rồi, do việc của ai người ấy lại. Đường ai người đi đúng không? Đường ai người ấy đi. Nha. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà chị gái các bác nhé. Ở cái video trước các bác cũng đã xem rồi. Tin là rất là buồn với chị gái. Tình yêu chớm nở của hai anh chị đã chính thức là dừng lại, chia tay nhau. Lý do là không hợp. Hoàng Hiền thì cũng không tìm hiểu sâu. Video trước thì các bác theo dõi là Hoàng Hiền vào thăm chị và cũng có những cái lời tư vấn. Nó đang định về rồi nhưng mà thấy chị buồn quá, nán lại một chút. Thôi vui vẻ lên, lạc quan lên nhé.
tiếp tục làm ăn chăn nuôi như trước đây, không có vấn đề gì cả nhá. Có việc ra chăn lợn chăn gà các bác xem nào, vui vẻ xem nào. Rồi mất hồn đấy, ngô này thì xong vun ngô luôn nhá, bón thì vun hết lên, bên kia thì vun xong rồi. Ngô tốt chưa, gà thành nhân chưa, ra chú xem nào. Hết cám rồi sao này, cho ăn nữa thêm nữa đi, gà này cứ cho ăn đậm mà cho ăn lớn. Ồ, bùn hết rồi nhá. Nhắm vào nó đấy, cho nhiều vào cho nó ăn. Mang gì vào trong kia, đi là nhắm vào nó. Bên kia đấy, đặt đấy, được rồi, thế thôi đấy, mình nhìn nó ăn nát chưa, nó ăn mạnh, nó lớn nhanh hơn chứ. Gà đẹp không các bác, đẹp như tranh vẽ luôn, khỏe như vằm, chăm con ra ngoài đi, mang đây để chăn gà ấy. Chuồng bò dọn sạch sẽ ghê. Rồi, lợn đúng là mỗi ngày một lớn nhanh nhỉ, to đấy. Cái gà cái vào dại ấy chưa, thay chấu chưa? Thay rồi, thay sáng nay rồi. Thay chấu rồi gì? Cho nó ăn cám đi. Gà này mua ngô cho ăn được rồi, trộn lẫn ngô vào, hiểu chưa? Vừa cho ăn ngô vừa cho ăn cám đấy, chắc là cơm trộn với ngô rồi gì, được. Đồ đạc đấy, to đấy, con to kìa, phàm phàm rồi kìa. Được rồi, trộn được rồi, chăn đây cho. Đến rồi còn bao nhiêu con lần này? Được 20 con không? Hả? Đếm rồi nè. Không biết đếm à? Đếm rồi nè. Mười bảy á. Rồi nè, 2, 4 này, 6, 8, 10, 12. Chạy nhanh đấy nhỉ. 4, 6, 2 này. Đứng nghiêm nhá, đứng nghiêm nhá. Chị bỏ hai cái máng tách xa nhau nè, để nó không chạy sang nhau để đếm chính xác bao nhiêu con. Được rồi, chị đứng ở cuối góc kia đi. Sang đen đi. Ui, bọn này chen chúc rồi đấy, chạy linh tinh đến khó. Đây cầm cái này để cạnh cái nước này, nó gần gần nó ăn. Hai này, bốn này, nhanh nhỉ, 2, 4, 6, 8, 9. 11 nha, 13, 14, 15, 16, 17, 20 con đấy. Được 17 đâu. Con này để làm cơm.
Con này phải hơn cân rồi chứ. 2, 4, 6, 4, 6, 8, 10, 4, 2, 4, 20 con. Đẹp đấy nhỉ? Ừ. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20 là 21 ấy. Đó, nó cứ chạy linh tinh à. Cho đi nữa cho nó ăn. Ngô còn không? Không cần trộn cơm, có ngô bột đi. Ờ, trộn luôn ướt cho nó ăn là được, cần gì phải cơm. Được chưa? Xong rồi bọn này thái chuối băm ấy mà cho nó ăn vào. Được không? Thái chuối vớt đấy cho nó ăn. Lợn không ăn hết cám à? Không, tránh nha. Ăn no rồi. Con nhiều quá nhỉ? Lợn to nhỉ? Béo ủ quịch đi. Múp mủm mỗi ngày. Chăn hết một bao cám con nhá. Hôm nọ mới mua bao thứ hai. Kết hợp bây giờ là vừa cám công nghiệp vừa lấu. Nên là nó ăn rất khỏe, không tốn mấy. Hiền vết nhỉ? Sợ nó à? Con này sợ được không? Con này... Nhát hơn à? Sợ nè. Thôi. Nó này họ bấm đuôi trước nên là chăn thích. Mua hai lợn đẹp nữa. Đâu Hòa thế nào, xem nào, Hòa ướt nhẹt nhẹt nào. À được, ok. Vào cho đổ vào. Đúng là băm chuối bò là băm ít, mỏng mỏng, phải chưa? Vứt thử nó nhai đỡ sốt ruột. Cái cỏ nhổ ngoài bãi ấy, bãi ngô ấy, sới là mang nhập đây, cỏ ấu ấy, vứt cho nó rỉa. Ui giời, nó đang có cám ấy, đổ ra làm gì. Ui giời ôi. Được rồi, bỏ ra nó đang rơi ở dưới đầy. Bỏ cái này đi cha. Đấy, được rồi, cái đó. Thôi, cho thế thôi. Nó ăn hết ra, nó bỏ. Đúng rồi, ít một thôi, ăn hết để cho nó chua. Đây đấy, chị cho rồi đúng không? Nó ngạ ngạ rồi. To cái gì? Con này to thật đấy. Là mái phộng nhanh, nhanh phộng lớn nhỉ? Gáy gì gà này chưa gáy được. Đàn này nó không có nhiều gà sống. Đàn này trước mua là họ chọn hết gà đẹp rồi. Đây này, cái đàn sau này mới gà nhiều gà trống này. Đúng không? Nó mới cực đẹp. Đàn này không có chỗ ăn thua. Đàn gà này nhìn thích cực luôn. Nhìn là mê. Đấy, đàn này mới là trống nó nhiều này. To đẹp. Đàn này đừng có cho ăn cơm nhá. Bé này ăn cơm là nên mâu là tùa đấy. Đúng chưa? Nghiêm cấm cho ăn gà này. Cơm gà này. Mùa rét này là tối phải cho đèn vào nhá. Có mà chị thắp đấy. Thắp cho một tí, vào cho thấp xuống. Đang lạnh cao nó chưa ấy mấy. Mấy này cần thiết lạnh thôi. Cho cái que này, nhìn này. Cho cái que vào sâu tí phải rơi như bây giờ kìa. Đấy, được rồi. Tối cho cái bẫy chuột đây nhá. Nó lại lên, nó lại đục, nó lại cắn gà đấy. Được rồi, biết cái lỗ ấy vào kìa, con chuột nó lao ra nó cắn kìa. Ôi chào con gì Thành. Đấy. Bọn này ăn không biết chán là gì nhỉ. Không, cứ lúc thì chị cấy mà nó đói đó, ăn luôn.
Giờ nó không phải đi cấy nữa rồi. Chia tay rồi, ở nhà làm ăn. Được chưa? Cũng chia sẻ các bác là tiền tiền cấy chị gái thì cấy trên nhà anh Lợi là anh đã giả tiền cấy cho chị gái rồi nhá. Đấy, đi cấy giả công. Đấy, không phải là nhờ. Chia tay nhưng mà đã giả tiền nha. Giả tiền cấy. Đấy. Thì là không hợp nhau, không đến được với nhau thôi. Đây này, ngô nghê này, xem cây nhà nó bung lên này, cây nhà nó bung lên thì giấy nó vào, bùi cho nó lên, dựng lên ra đất vào, xem là nó đấy đánh nó vào, vứt phí nó đi. Đây này, để nó nghiêng ngã, những công trồng cây nào ngã thì đánh vun nó noi vào chứ, nó lên đẹp vào chứ. Khoai lang này bây giờ nấu ăn thì gọi là nhất tỉnh luôn đấy nhờ, cực sạch luôn đấy. Bao nhiêu rau? Làm gì đấy con? Đây làm gì? Rảnh là đắp mang cuốc ấy, đắp ấy lên nhá. Bon quén cái ngô lên đây này, khoai lang ở ngoài kia với cái luống ngoài kia nhá. Quén cái nhà này lên. Phân bò, phân gà mang đắp vào cho nó lên. Đấy. Nó tốt. Bò bê nấu cám cho nó ăn, cọ bả. Đây này, rau khoai lang này chưa đắp đâu này. Đúng không? Đây này, đây chỗ này. Đắp hết cái đất. Áp nó vào. Phân vứt ra. Được chưa? Nó lên. Quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Chính thức hết yêu đương. Chính thức dừng yêu đương. Được chưa? Cái gì? Đến làm gì? Em đi bán à? Ừ. Bia nhặt đâu mà nhiều này? Nhà có uống đâu đúng không? Đây là đi nhặt đúng không? Ừ. Nhặt ở đâu đây? Nhặt ở đâu? Ừ. Ừ. Hai mẹ con đi nhặt à? Ừ. À, đây nữa vào. Chuẩn bị đem đi bán à? Non để riêng à, nhựa để riêng à? Non này nó bán bao tiền non nhỉ?
Ừ. Này nhà ở đâu? Ừ. Tết họ vứt nhiều ấy nhỉ? Này nhặt nó là hội hội hè ấy, mới nhiều. Có hội ấy. Họ ăn họ uống họ vứt tần. Ui dồi, tương ớt à? Ui dồi. Đổ ra hay là cái nó? Ui dồi. Bạn ở ngoài này, đổ nó tí ngồi bẩn à. Vặn cái nóc vàng ra. Đấy, dính quần áo, bò ra ngoài đất kìa thằng kìa. Ghê quá mày. Thôi kệ người ta, nó mua 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 thôi, vứt thôi mà. Nó phân gà ông vác cái cỏ với rau củ ấy, khoai lang ấy, do chứ người ta kìa. Mày bao giờ đi bán? Mai á? Ừ. Bán như đấy à? Gì à? Ở đâu mà có kẹo đấy? Cái mày làm rơi đúng không? Ừ. Ai vào đây mà có kẹo đấy? Chuột à? Bẫy thì nó đục hết rồi đấy này, nó sang là cắn gà đấy. Mang cái mấy thuốc cho gạo cho nó ăn. Chặt vào. Chuột con á? Vâng. Đâu rồi? Mẹ con thì con vứt xuống giếng. Vứt xuống giếng luôn à? Vâng. Khổ thân nó đấy. Còn tí này sắp đổ rồi, gãy hết rồi. Vâng. Mục hết rồi. Cái được cái que giữa, que giữa gãy rồi, mục hết. Vâng. À. Cái này còn như này như chú này. Ờ. Đầy quá thì bỏ bớt ra cho tải bên ấy. Thôi tải ít đi. Không đấy thì lại bỏ ra để đấy. Đếm sao? Cái này nó nhẹ phèo nó có gì đâu. Cái món nước ngọt con mua uống hết chưa? Uống hết rồi. Uống hết rồi à? Uống hết từ hôm. Từ hôm. Để non đâu à? Để non hết ở đây rồi. Yeah. Chén luôn à? Ừ. Ừ. Nó thiếu thốn các bạn. Nó không có thì nó chén ngay được. Ừ. Chén ngay à? Ừ. Buộc nôi chăng căng vào, quấn quấn nhiều mà nó không nôi căng thì nó tuột nó làm gì? Thôi đừng ấy nữa tuột con. Ừ. Mấy đây buộc vào. Ui dồi. Dưới đấy là được, cái này này. Đấy.
chỗ này hôm nào cái nào không dùng vứt đi nhá, đốt đi nó gọn gàng rồi. Để u tù nù tại nhá, bẩn này. Dẹp hết đi. Dẹp hết sạch sẽ. Gà nó lạnh cho nó ấm. Thôi Hoàng Hiền kết thúc cái video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Xin chào các bác.